Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, mới đây trang chủ của Liên đoàn Bóng Đá Indonesia vừa mới đưa ra thông báo huấn luyện viên Shin Tae-yong đã chính thức đuổi một cầu thủ khỏi đội tuyển quốc gia nước này. Theo đó thì hậu vệ Nusidayat Haji Harris đã phải rời khỏi nơi tập trung của đội tuyển Indonesia do bị vi phạm kỷ luật. Theo tiết lộ tới từ trợ lý Nova Arianto thì Nuhideat bị đuổi khỏi đội tuyển quốc gia Indonesia là do anh thiếu tuân thủ chế độ ăn uống mà huấn luyện viên Shin Tae-yong đã đưa ra. Cầu thủ này nhất quyết không chịu ăn những thực phẩm chứa nhiều protein trong khi đây là thứ yêu cầu từ ban huấn luyện. Trợ lý Nova Arianto còn cho biết cầu thủ này công khai chống lại mệnh lệnh kể trên từ ban huấn luyện ngay ở trong những bữa ăn tập thể. Chính vì vậy, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã tỏ ra vô cùng tức giận và loại anh này khỏi đội tuyển Indonesia ngay lập tức. Câu chuyện này không phải là bây giờ mới xảy ra ở đội tuyển Indonesia. Indonesia đến UAE từ rất sớm để thích nghi với sự thay đổi về múi giờ và điều kiện khí hậu của nước chủ nhà UAE trước khi bước vào vòng loại World Cup 2022. Ngay khi đến khách sạn thì huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng đã xây dựng thực đơn riêng cho các cầu thủ để cải thiện chế độ dinh dưỡng. Trước đó trong lễ xuất quân, chiến lược gia người Hàn Quốc đã nhấn mạnh rằng chế độ dinh dưỡng của cầu thủ Indonesia không đủ tốt cho nên khó duy trì được thể lực cao cho 90 phút thi đấu. Vì vậy, ông Shin Tae-yong đã đưa ra thực đơn đặc biệt cho cầu thủ khi sang UAE cũng như là áp dụng những bài tập về thể lực cường độ cao. Một số cầu thủ không tuân thủ đúng quy định dinh dưỡng ở khách sạn khiến cho ông Shin Tae-yong nổi nóng. Liên đoàn bóng đá Indonesia mới đây đã đưa đoạn clip ở trong phòng ăn của đội tuyển với phản ứng từ phía huấn luyện viên Shin Tae-yong. Rifa Marasabessi là cầu thủ đầu tiên bị chấn chỉnh bởi vì không tuân thủ yêu cầu. Huấn luyện viên Shin Tae-yong đã véo tai cầu thủ này, mặc dù chỉ là véo tai cho vui nhưng cũng thể hiện rõ yêu cầu kỷ luật mà ông Shin Tae-yong đã đưa ra. Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đã phát biểu trên kênh YouTube của Liên đoàn bóng đá Indonesia rằng để nâng cao thể lực, các cầu thủ cần phải tập một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Trong bữa ăn có người không tuân theo set menu cho nên tôi đã khiển trách một chút. Osvaldo Hai chính là ngôi sao ở SEA Games 2019 của đội tuyển Indonesia và cũng là tương lai của đội tuyển bóng đá nước này, thừa nhận rằng những yêu cầu mà ông Shin Tae-yong đưa ra là rất bổ ích. Không có một ngoại lệ nào trong quá trình huấn luyện viên Shin Tae-yong rất kiên quyết, tôi đã hai lần bị phạt vì mắc lỗi trong lúc tập luyện. Tất nhiên là tôi cảm ơn huấn luyện viên bởi vì đã giúp tôi cải thiện tốt bản thân trong thời gian vừa qua. Trao đổi với truyền thông, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Indonesia cho biết rằng chúng tôi đã được huấn luyện viên Shin Tae-yong báo cáo về sự việc là đuổi cầu thủ Nuhideat. Cầu thủ này đã không tuân thủ kỷ luật và huấn luyện viên đã không hài lòng với thái độ của anh ta. Nuhideat đã trở về Indonesia, chắc chắn là chúng tôi luôn ủng hộ mọi quyết định của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Bất cứ cầu thủ nào vi phạm kỷ luật đều sẽ không có chỗ đứng ở đội tuyển Indonesia. Vì vậy, mọi cầu thủ phải tiếp tục thể hiện thái độ tốt và chăm chỉ tập luyện. Theo truyền thông xứ sở vạn đảo, Nuhideat, cầu thủ vừa mới bị huấn luyện viên Shin Tae-yong đuổi, chính là cầu thủ được nhắm suất đá chính cho đội tuyển Indonesia bởi trong hai trận giao hữu trước đó trước đội tuyển Afghanistan và đội tuyển Oman vào hôm 29 tháng 5 thì cầu thủ này đều được đánh giá cao. Cách đây không lâu, Indonesia cũng rơi vào cảnh thiệt quân do trung vệ Ekan Bagot đã từ chối lên đội tuyển. Tài năng trẻ gốc Anh đã tỏ ra lo ngại trước tình hình dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra thì trung vệ Coco Ari cũng đã chắc chắn là sẽ vắng mặt do dính chấn thương nặng ở buổi tập. Indonesia chính là đối thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong các trận đấu chính thức còn lại của bảng G vòng loại World Cup 2022. Để tiếp tục duy trì khoảng cách điểm số trước sự bám đuổi gắt gao của đội tuyển Malaysia, Thái Lan và UAE, thì đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải có được 3 điểm trước Indonesia. Nhìn ở chiều hướng khác, việc đối thủ thiếu vắng lực lượng được xem như là tin vui cho đội tuyển Việt Nam. Khi mà họ không có được sự chuẩn bị đúng như dự kiến thì sẽ là lợi thế vô tình cho Quế Ngọc Hải và các đồng đội. Đội tuyển Việt Nam cũng đã có trận đấu làm nóng trước khi bước vào giải đấu chính thức. Sau trận đấu giao hữu với đội tuyển Jordan, huấn luyện viên Park Hang-seo dường như là đã có bản thảo về đội hình cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Vậy đâu là những nhân tố mà khiến thầy Park ưng ý nhất? Trận đấu với đội tuyển Jordan là trận làm nóng cuối cùng trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào vòng loại World Cup 2022. Cho nên là huấn luyện viên Park Hang-seo gần như là đã hoàn tất các thử nghiệm trước giải chính thức cho sơ đồ chiến thuật 3-4-3 ưa thích, cũng như là những biến thể của sơ đồ này. Trong khung thành, vị huấn luyện viên người Hàn Quốc đã có sự lựa chọn, khả năng là Bùi Tấn Trường bắt chính vẫn cao hơn so với Nguyễn Văn Toản và Nguyễn Văn Hoàng dựa vào kinh nghiệm mà thủ thành đang khoác áo câu lạc bộ Hà Nội có được. So với Đặng Văn Lâm, vốn không thể tham dự vòng loại World Cup vì lý do bất khả kháng,
Bùi Tấn Trường cũng có một vài nét tương đồng, đó là thể hình tốt, Văn Lâm cao 1m88, còn Tấn Trường cao 1m90, sải tay dài, phản xạ tốt và giỏi ở trong các tình huống đối mặt. Tấn Trường có một nhược điểm so với Đặng Văn Lâm, đó là khả năng phán đoán bóng bổng không chuẩn bằng do tâm lý thi đấu không ổn định bằng Đặng Văn Lâm. Và việc của Tấn Trường cần làm trước khi bước vào giải đấu chính thức, đó là ổn định tâm lý cũng như là tự tin hơn. Ngay phía trên thủ môn thì hàng hậu vệ của huấn luyện viên Park Hang-seo khó lòng thay đổi trong bối cảnh mà Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Đỗ Duy Mạnh đều đang góp mặt ở UAE. Duy Mạnh phải tập riêng trong những ngày đầu khi đến xứ sở Ả Rập, nhưng cầu thủ này được dự đoán là sẽ kịp bình phục trước khi đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia vào ngày 7 tháng 6. Khi đó thì ông Park sẽ có được bộ ba trung vệ quen thuộc. Ở hai biên, Đoàn Văn Hậu là sự lựa chọn số 1 ở vị trí hậu vệ trái nếu như cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Hà Nội này có đầy đủ thể lực. Văn Hậu đã xuất hiện trong trận đấu với đội tuyển Jordan hôm 31 tháng 5 và anh dường như là đã sẵn sàng để trở lại. Bên cánh đối diện thì Trọng Hoàng là hậu vệ phải giỏi nhất theo quan điểm của huấn luyện viên Park Hang-seo. Chỉ có điều là ở riêng trận gặp Indonesia, Trọng Hoàng bị treo giò và rất có thể là Vũ Văn Thanh sẽ thay thế anh. Trên hàng tiền vệ, vị trí gây đau đầu nhất dành cho ông Park chính là việc tìm người thay thế Đỗ Hùng Dũng sau khi cầu thủ này bị chấn thương cách đây vài tháng. Càng khó đoán hơn nữa với đội tuyển Việt Nam là ở chỗ huấn luyện viên Park Hang-seo loại luôn cả tiền vệ trung tâm có thiên hướng phòng ngự rất tốt, đó là Cao Văn Triền, trước khi mà đội tuyển Việt Nam đến UAE. Khả năng là Tuấn Anh sẽ phải chơi tiền vệ trung tâm ở bên cạnh Quang Hải, người được cho là sẽ được kéo từ vị trí hộ công về hàng tiền vệ để hỗ trợ cho Tuấn Anh. Riêng với hàng tiền đạo, Tiến Linh gần như chắc chắn sẽ chiếm một suất chính thức trong vai trò trung phong. Hỗ trợ cho anh là các ngôi sao của Hoàng Anh Gia Lai, gồm có Văn Toàn và Công Phượng. Công Phượng và Văn Toàn sẽ chơi thấp hơn so với Tiến Linh, đá giãn biên nhiều hơn để tìm khoảng trống ở hàng phòng ngự của đối phương. Việt Nam và Indonesia sẽ tái ngộ trong ngày 7 tháng 6. Mỗi lần nhắc đến cuộc đối đầu này thì cả người hâm mộ Việt Nam và Indonesia đều chưa thể quên được cuộc đọ sức giữa Đoàn Văn Hậu và Evan Dimas. Cho đến thời điểm này thì một bộ phận không nhỏ của truyền thông và người hâm mộ Indonesia vẫn tỏ ra cay cú khi mà nhắc đến Đoàn Văn Hậu. Lý do là bởi ở trận chung kết SEA Games 2019 tại Philippines, Văn Hậu đã khiến cho cầu thủ chủ lực của Indonesia là Evan Dimas phải rời sân sớm vì chấn thương nặng. Đó cũng là một bước ngoặt dẫn đến thất bại 0-3 của U22 Indonesia trước U22 Việt Nam. Sau trận đấu đó, dù Văn Hậu đã tiến đến xin lỗi Evan Dimas, nhưng điều đó dường như là chưa đủ để cho giới mộ điệu cực đoan ở xứ sở vạn đảo buông tha cho Đoàn Văn Hậu. Cũng chính vì thế, trong bối cảnh cả hai đã bình phục chấn thương và sẵn sàng cho trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia vào ngày 7 tháng 6, thì cuộc đối đầu giữa Văn Hậu và Evan Dimas ở hai đầu chiến tuyến cũng trở nên đáng chú ý. Trong thời gian vừa qua, truyền thông của hai nước cũng rôm rả nhắc đến chuyện xưa cũng như là đề cập đến sự chuẩn bị của hai cầu thủ này. Mới đây thì ở trận giao hữu giữa Việt Nam và Jordan, Văn Hậu đã chơi 45 phút. Anh đang từng bước bình phục để sẵn sàng cho trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong khi đó, nửa năm sau kể từ khi bị chấn thương chân, Evan Dimas đã tái xuất sân cỏ. Huấn luyện viên Shin Tae-yong coi anh như là một quân bài quan trọng để kéo các cầu thủ trẻ Indonesia trong giai đoạn hiện nay. Chính Evan Dimas cũng bày tỏ niềm tin vào tài cầm quân của huấn luyện viên người Hàn Quốc. Anh nói rằng huấn luyện viên Shin Tae-yong đã đưa Hàn Quốc đến những kết quả tuyệt vời. Vì vậy, thật vinh dự khi mà được ông ấy huấn luyện. Tôi sẽ nỗ lực hết mình trong việc tập luyện ở trên sân dưới sự hướng dẫn của ông ấy. Evan Dimas là niềm tin của đội bóng xứ sở vạn đảo trong chiến dịch World Cup lần này. Trong thất bại 1-3 trước Oman cách đây vài ngày, Evan Dimas đã tỏa sáng trong lối chơi chung của Indonesia. Về phía đội tuyển Việt Nam, tinh thần thi đấu tích cực, cương quyết không để mất thế trận dù rằng rơi vào hoàn cảnh khó khăn cỡ nào là sự chuyển mình mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam kể từ khi mà huấn luyện viên Park Hang-seo cầm quân. Đó cũng chính là hành trang cần thiết để cho đội tuyển hướng đến vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Dịch bệnh COVID-19 đã tước đi cơ hội thi đấu của đội tuyển Việt Nam gần như là cả năm 2020. Và khi được trở lại thì 3 trong 5 trận đấu tính từ cuối năm ngoái đến nay, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đều để cho đối thủ mở tỷ số. Ở hai lượt trận giao hữu với U22 Việt Nam hồi cuối năm 2020, đội tuyển Việt Nam đã để thủng lưới trong 30 phút đầu nhưng đã nhanh chóng gỡ hòa. Không tính hai trận giao hữu nội bộ với U22 Việt Nam ở thời gian gần đây, đến trận giao hữu với đội tuyển Jordan hôm 31 tháng 5 thì tuyển Việt Nam lại để đối phương ghi bàn ngay từ phút thứ 11. Nhưng chúng ta cũng không để mất thế trận và tạo sức ép ngược lại để cho đội bạn phải lúng túng đá phản lưới nhà. Người hâm mộ sẽ mãi in sâu trong tim mình những trận đấu mà dù có nhập cuộc không tốt thì các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đủ sự dẻo dai, sự kiên cường
ý chí và trí tuệ để kéo dài trận đấu về thế cân bằng. Chúng ta có thể lấy điển hình như là trận đội U23 Việt Nam gặp đội U23 Qatar tại bán kết vòng chung kết U23 châu Á 2018, hay là trận đấu với đội tuyển Jordan tại vòng 1/8 Asian Cup 2019 cũng diễn ra ở tại UAE. Đội tuyển Việt Nam đã bị dẫn trước một bàn nhưng thi đấu quả cảm và đã giành lại thế trận, đẩy đối phương vào thế bị động hoàn toàn. Công Phượng đã gỡ hòa 1-1 và chúng ta đã thắng ở trên loạt đá luân lưu. Đó cũng chỉ là một vài ví dụ để chứng tỏ một điều, huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam đang đi đúng đường ray, đúng quỹ đạo và sẽ cố gắng không bị chệch hướng trong thời gian sắp tới. Với những gì đã cống hiến, ông Park đã thực sự làm biến đổi bóng đá Việt Nam. Trong quá khứ thì đội tuyển của chúng ta thường chỉ mạnh khi mà chủ động về mặt thế trận, còn nếu như không may bị rơi vào tình thế bị lấn lướt hay là bị dẫn bàn trước thì thường là phải gánh hậu quả từ tệ đến rất tệ. Nhưng dưới bàn tay của huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam ở các cấp độ từ đội tuyển quốc gia đến U22, U23 đã lột xác kể cả về tinh thần lẫn yếu tố chuyên môn. Được thổi một luồng sinh khí mới mẻ, lối chơi, diện mạo, thành tích của bóng đá Việt Nam đã được nâng lên một tầm mới, ổn định và vững chắc hơn. Một số huấn luyện viên của các đội bóng ở Đông Nam Á và châu Á đã từng nhận xét về lối chơi của đội tuyển Việt Nam là thanh thoát, lôi cuốn, lì lợm, không khoan nhượng, không chấp nhận sự bạc nhược và luôn chiến đấu đến cùng. Thứ bậc của bóng đá Việt Nam ở trên bảng xếp hạng thế giới đã vượt xa sự chờ đợi của khán giả và dĩ nhiên là ông Park không muốn dừng ở đó. Ông luôn khát khao được cùng với bóng đá Việt Nam bay cao không chỉ ở trên vùng trời Đông Nam Á mà còn rộng hơn thế. Bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu đang từng bước biến đội tuyển Việt Nam thành một đối thủ thực sự đáng gờm, một thế lực khiến cho các đội bóng khác ở Đông Nam Á phải vừa kính nể, vừa thán phục, vừa xen chút lo ngại và e sợ. Thầy trò ông Park đã đi qua 5 lượt trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2022 và đều bất bại. Huấn luyện viên Tan Chien Ho, người đang dẫn dắt đội tuyển Malaysia vài năm nay, đều bị ông Park đánh bại, đã nhận xét rằng đội tuyển Việt Nam đạt phong độ rất cao và duy trì được phong độ đó trong một thời gian rất dài. Họ thắng chúng tôi để đăng quang AFF Cup rồi Asian Cup đã lọt vào đến tứ kết. Vòng loại World Cup 2022, chúng tôi đã thua lượt đi 0-1 ở trên sân Mỹ Đình. Ông Park đã giúp cho đội tuyển Việt Nam thành công bởi chiến thuật đúng đắn, không để lộ ra bất cứ một khoảng trống nào cho đối phương có cơ hội gây sức ép. Ông Park cũng không quá quan tâm đến những gì mà đối thủ nghĩ về mình. Mục tiêu tối thượng của ông lúc này là tiếp tục xây dựng cho đội tuyển Việt Nam một lối đá kiểm soát tốt, chủ động, uyển chuyển trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã từng nói rằng, tôi muốn đội tuyển Việt Nam mạnh cả về thể chất, tinh thần và sở hữu lối chơi đa dạng, đủ để làm đối phương bất ngờ. Dù kể cả khi bị dẫn bàn trước, đội tuyển Việt Nam cũng phải bình tĩnh, hóa giải được khó khăn để đi đến cái đích cuối cùng, đó là chiến thắng. Triết lý bóng đá của tôi là chiến thắng, thắng từng trận một. Tôi tạo dựng cho đội tuyển Việt Nam sơ đồ hình kim cương, nhưng tùy từng đối thủ, tùy từng thời điểm cụ thể trong mỗi trận đấu mà mô hình kim cương đó có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp. Bóng đá Việt Nam đang sở hữu những tiền vệ giỏi, tôi muốn tận dụng năng lực của hàng tiền vệ để tạo nên sức mạnh vững chắc cho đội tuyển tại vòng loại World Cup 2022. Và điều mà tôi cần nhất chính là ý chí chiến đấu của từng cầu thủ. Họ phải cùng mục tiêu với tôi, bởi vì trong một tập thể, nếu như tất cả không cùng chí hướng thì rất khó thành công. Rất may là các học trò của tôi đều có chung chí hướng, chung quan điểm với thầy của họ, dù thử thách có lớn cỡ nào cũng cố gắng để giành vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.